chỉ hơn 20 triệu một chút thôi là Wake đã có thể sở hữu ngay một bộ bàn ghế phòng khách với chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi cực đẹp như video em đang quay đây nha Wake nhá. Em xin phép báo giá công khai luôn. Nếu như mà Wake mua bộ bàn ghế 6 món thì em đang bán với giá là 20 triệu 500 ngàn đồng. Nếu như mà Wake mua cả bộ bàn ghế và cả kệ TV thì hiện tại em bán với giá là 26 triệu 500 ngàn đồng nha Wake nhá. Còn nhà Wake nào mà chỉ muốn mua kệ TV không thôi thì em đang bán với giá là 8 triệu đồng. Ok, không để các bác đợi lâu thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết từng món sản phẩm. Đối với chiếc bàn lớn thì được em làm với kích thước là dài 1m38 và rộng 70. Đấy, hai bên bàn đều có ngăn kéo rất là tiện lợi để cho quý khách đựng đồ đây ạ. Đấy, bên nào cũng có ngăn kéo nha quý khách nhá. Đấy, đối với chiếc bàn này này thì ván bàn ấy bên em sẽ làm là ván liền tấm và toàn bộ là vân gỗ tự nhiên. Đấy, bên em sẽ không can thiệp một chút nào cả nha quý khách nhá. Đấy, và khi mà mua bàn ghế thì đương nhiên là em sẽ tặng kèm cho anh là một chiếc kính bàn và một chiếc kính của đôn kẹp. Đấy, đôn kẹp này kích thước là dài 70 và rộng 40 nha quý anh nhá. Đấy, cũng có ngăn kéo rất là tiện lợi. Và tiếp theo là đến với chiếc đoạn dài thì được bên làm với kích thước là dài 2m40, sâu 60. Cao từ mặt đất lên tới đỉnh trương là cao 1m1 nha quý anh nhá. Đấy, và vách của ghế thì sẽ là đục tứ quý. Đấy, đục tùng cúc trúc mai tượng trưng cho bốn mùa hoa lá, quanh năm thịnh vượng, phát tài phát lộc. Và khi mà kê vào không gian phòng khách nhà mình thì nó sẽ biểu trưng, biểu thị cho những cái điều đó nhá quý anh nhá. Và những cái vách này thì đều được bên yêu cầu thợ ấy, là đục sắc nét và kỹ. Đấy, thế nên là quý khách cứ yên tâm. Đây, ván ghế cũng là ván liền tấm và ván dày 1,5 và khuôn tranh là dày 2,8 nha quý khách nhá. Đấy, với cái đoạn này thì bên em sẽ làm 8 chân, 4 chân trước và 4 chân sau. Đấy, đảm bảo chắc chắn cho quý khách. Đối với phần tay hộp này, đấy, mặt trên thì bọn em sẽ là đục đồng tiền và mặt dưới sẽ là đục cá chép nha quý khách nhá. Tiếp theo là hai chiếc ghế đơn cùng thông số kích thước. Đấy, rộng 90 và sâu 60 nha quý khách nhá. Đấy, đối với bộ này thì bên em làm là cột cột bản rộng 10 phân. Đấy, và chân cũng là chân vuông 10 nha quý khách nhá. Đấy, gọi là cột 10 chân 10. Đấy, ván của ghế này rất là chắc chắn, cũng là ván liền tấm 100% không chắp ghép. Ván dày 1,5 và khuôn tranh dày 2,8 và toàn bộ là vân gỗ tự nhiên 100%. Riêng đối với chất liệu gỗ hương đá thì được biết đến là một trong những cái tốp gỗ rất là bền, bền bỉ, chắc chắn, và thứ hai nữa là cái mức độ thẩm mỹ của nó rất là cao nha quý anh nhá, bởi vì là vân gỗ tự nhiên của nó rất là đẹp. Đấy, bên em thì toàn bộ là full BU 5 lớp, bao gồm là 3 lớp lót, 1 lớp màu và 1 lớp bóng. Cuối cùng là chiếc đôn ngồi vuông 40 nha quý anh nhá. Đây coi như là một chiếc ghế phụ đấy quý khách ạ. Và bây giờ em sẽ chuyển qua giới thiệu về chiếc kệ tivi nha quý anh nhá. Đối với chiếc kệ tivi này thì em gọi là mẫu kệ tivi sừng trâu với chất liệu là 100% gỗ hương đá Nam Phi. Đấy, mẫu này thì đầu em làm với kích thước là dài 2m40, cao từ mặt đất lên đến mặt kệ đỉnh cao nhất thì sẽ là cao 80 và sâu 45 nha quý anh nhá. Ngoài cái mẫu kệ tivi này ra thì bên em còn rất nhiều những cái mẫu kệ tivi khác nữa nha quý anh nhá. Đấy, thì quý anh có thể liên hệ để được bên em tư vấn cụ thể hơn. Đối với bộ bàn ghế phòng khách thì ngoài cái mẫu chương cuốn thư thì bên em còn cái mẫu chương voi. Đấy, tức là mẫu chương thì sẽ là đục con voi nha quý anh nhá. Đấy, thì quý khách có thể liên hệ bên em để được bên em tư vấn cụ thể hơn. Đấy, ngoài vách đục thì còn có mẫu vách trơn để, cho những quý khách nào mà thích cái sự tối giản cũng như là dễ dàng lau chùi. Đấy, cứ liên hệ bên em thì được bên em tư vấn cụ thể hơn nha quý khách nhé.